xong hàng Nhật nội địa xin chào cả nhà. Em lên sóng tiếp phục vụ các bác một chiếc nồi chiên không dầu hàng Nhật nội địa. Hôm nay em để mã số 14 này. Một con nồi rất là đẹp. Này cái chiều cao của nó nhé, vào khoảng 35 phân. Đấy. Chiều ngang đường kính này nó cũng vào khoảng 30 phân. Đấy, đường kính vào khoảng 30 các bác nhé. Rất là to. Đấy. Cái lòng chảo này của nó vào xấp xỉ 20 phân này. Con này cái ruột nó khá là to các bác này. Ruột khá là to các bác nhé. Và xấp xỉ này bằng viên gạch đấy con này. Đấy. Đường kính vào khoảng 20 phân đấy. Ruột khá là to. Cái phần này nó bầu rất là to này. Một con nồi chiên không dầu của Nhật nội địa, sử dụng điện 100V. Đấy. Đây là một cái lò dạng cơ các bác nhé. Rất dễ dùng thôi. Chỉnh thời gian này, chỉnh nhiệt độ này. Đấy, rất là dễ dùng, chả có cái gì cả, đơn giản ai cũng có thể nấu được, nấu đa năng các thể loại, rất là nấu rất là nhanh và ngon ạ, không tốn mỡ, không phải ăn nhiều mỡ các bác nhé, không cần phải mỡ cho vào đây đâu ạ, rán đậu, rán cá, nướng thịt, nướng khoai, nướng xương, nướng sườn, rán sườn đủ các thể loại luôn. Nói tóm lại các bác cứ ăn muốn ăn rán, ăn chiên các bác cứ cho hết vào đây, nấu được hết. Tất cả mọi món ai cũng có thể làm được, người già, trẻ nhỏ hay trẻ con đều cho làm được hết. Đấy, rất là đa năng luôn. Các bác chỉ cần cho mỗi thức ăn vào đây. Đấy. Đấy. Các bác cứ cho miếng thịt vào đây, đặt vào đây là nướng. Mình có thể căn chỉnh thời gian. Mới làm thì mình chỉnh thời gian mỗi khoảng 10-15 phút thôi. Xong mình ngắm nghía một lần. Mỗi lần nấu mình bảo mình nhìn thử. Sau dần dần các bác sẽ có kinh nghiệm. Lần sau các bác nấu món gì cứ thời gian thì các bác vặn thôi. Đây trên này là cũng có hướng dẫn đấy con này. Một con nồi chiên không dầu của Nhật còn rất là đẹp này. Sử dụng điện 100V các bác nhé. Giá thành cũng đã hợp lý hơn lần trước rồi. Do lần này cái giá thành vận chuyển về nó đã thấp, cước thấp hơn. Chiếc này trước bán là 2,8 triệu đấy. Lô trước là 2,8 triệu, lô này về còn 2,5 triệu thôi. Này, các bác nào lấy các bác liên hệ nhé. Riêng nồi chiên không dầu của Nhật này cực bền luôn. Không so sánh với nồi Trung Quốc đâu ạ. Chào các bác.